Hello anh em, ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng của con máy Ecto Pro này ha. Thì tùy theo phiên bản, những cái phiên bản nào mà nó có ghi là Made Only Việt Nam á, có nghĩa nó làm riêng cho thị trường Việt Nam á, thì những con máy đó có thể là sẽ có tặng thêm dây đeo nữa. Còn những con máy này thì nó nhập nguồn từ Malaysia hoặc là những nước khác về thì nó lại sẽ không có cái dây đeo ha. Và đặc biệt là cái phiên bản màu trơn màu cũ ấy, thì nó cũng sẽ không có tặng dây đeo, chỉ có cái bản màu mới này và có ghi là dành riêng cho thị trường Việt Nam thì mới có dây đeo thôi. Rồi, trong hộp nó sẽ có một cái dây cáp sạc Type C sạc nhanh. Đó, đây là bản tiêu chuẩn thì nó sẽ có dây sạc Type C sạc nhanh này và hai cái lõi đốt một cái máy đây ha. Thì đầu tiên thì anh em sẽ xem hai cái lõi đốt này thì nó sẽ có một cái to một cái nhỏ. Cái lõi to này thì nó sẽ có ghi ở đây là 0.6 ohm, thì cái lõi này anh em sẽ đốt từ 20 cho đến 30 W thôi. Còn cái lõi nhỏ này thì nó sẽ có ghi trên này là 1.0 ohm và nó sẽ đốt từ 15 cho đến 18 W thôi. Thì cái lõi nhỏ này thì anh em chỉ có thể hút được tinh dầu nicotine cao thôi, những chai sách ni nicotine cao thì mới dùng được. Còn cái lõi to này thì anh em có thể dùng được cả tinh dầu nicotine cao hoặc là tinh dầu nicotine thấp đều được. Mình có nghĩa là mình có thể hút được tinh dầu sách ni hoặc free bay đều ok anh em ha. Thì đây là mình có một con máy mình đang chơi đây, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cụ thể hơn luôn. Thì cái lõi này anh em sẽ lắp vào như thế này. Đó. Mình nhét cái lõi vào như thế này thôi. Mình nhét vào đây. Ở trên thân máy nó có một cái đầu bóp đây, có cái lỗ này, mình nhét cái coi vào như thế này thôi. Đó, khi nào thay thì mình sẽ rút ra. Khoảng 2 đến 3 tuần thì cái lõi này mình hút nó sẽ khác rồi, lúc đó mình thay ha. Mình rút ra, mình mua cái lõi mới mình nhét vào. Rồi. Thì sau khi mà mình nhét cái lõi vào xong á thì trên cái đầu bóp này này nó sẽ có một cái nắp xu. Mình sẽ mở cái nắp xu chỗ này ra để châm dầu ha. Đây, mình châm dầu qua đây. Sau khi châm dầu vô xong thì anh em lưu ý giúp mình là để riêng cái đầu bót này ra, đợi 5 đến 10 phút nha. Nhớ kỹ giùm mình là để riêng ra đợi 5 đến 10 phút cho nó ngấm dầu. Tại vì cái coi mới nó chưa có ngấm dầu, mình phải đợi 5 đến 10 phút thì cái bông vào trong này nó mới thấm dầu hoàn toàn được. Còn những cái lần sau mà anh em hút cạn dầu châm thêm thì không cần phải đợi. Mình chỉ châm đợi cái lần đầu tiên thôi. Rồi. Đợi khoảng 5 phút cho nó ngấm dầu xong thì anh em sẽ lắp vào máy. Rồi, sau khi mà lắp robot vào xong thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách chỉnh máy thôi. Bây giờ máy của mình đang bật này thì mình sẽ hướng dẫn tắt máy, thì bấm nút này 5 lần. 1 2 3 4 5 nó sẽ tắt máy ha. Và bật máy lên lại thì mình sẽ bấm lại nút này 5 lần. 1 2 3 4 5. Đó, có nghĩa là mình bật tắt máy thì mình sẽ bấm nút này 5 lần. Rồi. Và ngay chỗ này nó sẽ có phần trăm pin, watt và số ohm, thời gian đếm giây hút. Thì để chỉnh cái số watt này thì mình sẽ bấm nút này 3 lần. 1 2 3 nó sẽ nhấp nháy cái số watt này. Rồi mình bấm giữ cái nút này, nó sẽ tăng watt lên đến tối đa 30 thì nó sẽ dừng. Bấm lại lần nữa thì nó sẽ nhảy lại từ đầu, nó tăng lên dần. Đến cái mức watt mình mong muốn thì mình sẽ thả tay ra ha. 2 giây sau thì nó sẽ đứng lại ở cái mức watt đó. Và rồi tiếp tục thì con này nó sẽ có tùy chỉnh chế độ chơi. Có thể là mình hút thì mình có thể là bấm nút này để hút, hoặc là hút bằng cảm biến lực hơi, không cần bấm vẫn được ha. Thì chỉnh chế độ chơi thì mình bấm nút này 4 lần. 1 2 3 4. Đây. Chế độ B mode này là nó sẽ khóa cái cảm biến này lại và anh em chỉ hút bằng nút bấm được thôi, mình không có hút bằng cảm biến được ha. Rồi, bấm tiếp 4 lần. 1 2 3 4. A and B này thì nó sẽ cho phép mình dùng được cả hai, bấm nút cũng được, hút bằng cảm biến cũng được. 1 2 3 4. Rồi, qua chế độ A mode này thì nó sẽ khóa cái nút bấm này lại. Nó chỉ cho phép mình hút cảm biến thôi. Lúc này thì mình sẽ không bấm nút hút được. Thì thường thì anh em nên để ở chế độ A mode này, nó sẽ rất là tốt, tại vì lỡ mình có bỏ trong túi hoặc là trong cặp thì nó có đè cái nút này nó đốt liên tục thì nó cũng sẽ không có đốt ha. Nó sẽ không có làm cháy coi của mình. Rồi. Sạc pin thì anh em lưu ý là mình cắm sạc vô đây và mình rút cái đầu này ra. Sạc cái thân máy thôi và không cắm đầu khi đang sạc. Trên đầu bóp thì nó sẽ có một cái lỗ to ở bên này và một cái lỗ nhỏ ở bên này. Thì cái lỗ to này
nếu như mình lắp khớp với lại cái lỗ gió trên thân máy này thì nó sẽ lấy gió vào nhiều, cái hơi hút của mình nó sẽ thoáng, và ngược lại mình xoay đầu lại thì cái lỗ nhỏ này khi nó lắp khớp với lỗ gió trên thân máy thì nó sẽ lấy gió vào ít hơn thì hút nó sẽ bí hơn thôi anh em. Đó. Cảm ơn em đã theo dõi video của mình ha.